xin chào các bạn, những người đã quay trở lại thì không bao giờ quên. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của chúng tôi, Official với tôi, một người như đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con bắp cua mới trong video bản app đó tên là bắp cua dành tặng cho Official. Có mã số đi là 7438 60. Nếu bạn nào thấy bắp này hay, bắp này vui thì chúng ta bấm mã số đi của bạn này lên thư viện mini tải về để ủng hộ cho bạn này nha. Rồi trước khi vào video thì các bạn hãy để lại một comment với các tên lập thân vì đã rắc rối thì chúng tôi biết là các bạn đã xem video này nha. Rồi nếu bạn nào ủng hộ cho video thì các bạn hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Official, và cũng đừng quên bật cái chuông thông báo kế bên cái đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất của nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho bị đội đất đó của bọn mình thì các bạn hãy làm tất cả những cái điều trên tương tự với các thành viên còn lại trong bị đội đất đói, gồm có Ruby TV, Kuma, Thịnh Tuấn, Hùng Makira và Subi TV nhé. Rồi thì các bạn có 5 giây để làm này 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã làm những cái điều trên để ủng hộ cho bị đội đất đói cũng như là CEO nha. Và bây giờ thì let's go. Đoạn trước mình có làm phần giải mã mà phê quá nên mình bỏ. Mọi người nhảy tiếp đi nhé, đừng quan tâm, chúc bạn may mắn. Vậy là đây là cái phần bắt cua. Cái đoạn trước cái đoạn này là cái đoạn này. À tức là cái đoạn trước là có phần giải mã. Tức là hồi trước nếu mà muốn đi qua cái này là mình phải đi qua cái phần giải mã trước, sau đó chúng ta mới đến được cái phần bắt cua này. Nhưng mà cái phần giải mã nó phê quá nên bạn này bạn bỏ phần giải mã, nên là bạn này để cái điểm bắt đầu ở ngay cái chỗ này luôn. Ồ, ra vậy. Ok, ok. Mì gà. À, bánh mì đây rồi. Ok, rồi sẽ lấy hết bánh mì. Bánh mì là cả nguồn sống của Rô rồi. Nên Rô lùi bước về sau để thấy bánh mì rõ hơn. Ok, ok, ok. Còn cuộc sống mà. Sống để ăn mà các bạn. À, lột ăn để sống mà. Vậy sẽ có một số thành phần sống để ăn. Nên là nhưng mà ăn mãi không mập được. Ví dụ như tôi là một điển hình. Ông trời thật lắm bất công mà. Dễ, bây giờ đừng khó đúng không? Khó, ok. Ừ, mới vô cho 5 lớp bám tường rồi. 1, 2, 3, 4. Cái này khinh thường tôi nè. 3, 4 lớp bọ này mà bắt bám tường hả? Bậy rồi. 3 này game dễ miên nhai. Á! À! 3 này game dễ miên nhai. Cố tình cả đấy. Trời ơi, cố tình té để video nó dài hơn thôi. Để video nó thú vị hơn thôi. Để mấy nay có cái việc để nói trong cái video này thôi. Chứ mấy nay nghĩ sao ba chọn 4 lốc này làm khó được tôi vậy. Trời ơi, nó không nói thiệt, té thiệt á. Ừ. Cái đó nhảy ngu té thiệt á. Chứ không phải cố tình đâu. Đừng khó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Nếu như mà theo đâu được biết thì 5 lốc nó sẽ nhảy dễ hơn 4 lốc chứ ta. Tại vì cái 5 lốc thì nó sẽ không cần canh nhiều, chỉ việc bám tường thôi. Còn cái 4 lốc thì chúng ta sẽ cần canh đà rất là nhiều. Phải canh ra sát mép rồi chúng ta nhảy. Ok. Rồi làm màu thế thôi. Làm màu thế thôi nhưng thực chất là vốn dĩ mục đích ban đầu không phải là để nhảy qua, là để hồi sinh qua. Á, té thôi. Đồ phụ. Lại này. Ok, game dễ. Cái gì đây? Cống thoát nước, tìm cần gạt. Gì? Tìm cần gạt. Tìm cần gạt. Cần gạt ơi. Qué cần gạt. Từ từ nha. Cái chỗ này nó hơi hắc não mấy ba. Cái chỗ này hơi hắc não xíu. Từ từ để tôi quay lại. Tại sao anh hắc não vậy? Tìm cần gạt. Cái cần gạt kìa. Ủa, cái cần gạt nằm đây, tìm cần gạt chi nữa? Ý không là tìm cái cần gạt này để mở cửa đúng không? Ok, tôi tìm thấy cần gạt này nha. Đó, tôi tìm thấy cần gạt rồi. Rồi, đừng khó. Ê, mà từ từ.
sao bài này mà không cho cái đường nhẹ siêu khó nhảy một tường cho nó vui ta? Có cái đường khó à? À mà thôi, bạn cho cái đường khó không thì mình sẽ nhảy cái kiểu siêu khó bên cái đường khó vậy. Rồi, ok. Rồi, khó. Có 3 đường. À, một tường đây ơi. Trời ơi, nãy giờ mới được một tường. Ai thích thì có thể bấm tường qua. Ok, bấm tường bên phải thì tôi sẽ chơi theo kiểu bấm tường lùi nha mọi người. Ok, theo kiểu của Michael Jackson. Chuẩn bị. Yo. Ây, ây. Lỗi kỹ thuật. Ok, lại. Bấm một tường lùi theo kiểu Michael Jackson các bạn à. Ok. Từ. Rồi, ok. Michael Jackson nói nhạc. Ok. Quên. Rô đã bám một tường lùi theo kiểu đi lùi của Michael Jackson và trên nền nhạc của Michael Jackson qua được cái đoạn này rồi các bạn à. Ok, chúng ta sẽ chỉnh là chị F thôi. Rồi, ok. Tiếp tục đi thôi. Rồi. Nhìn chung thì map này cũng không đầu tư lắm nha. Ok, nó cũng không đầu tư lắm. Nói chung thì cũng như bao những con map khác. Cộng thêm cái skill nữa. Lan thần tập. À, mình nhớ cái đặc biệt ở trong map này rồi. Đó là cái chữ len màu. Cái len màu chữ. Ok. Ê. Ồ, bắn một tường lên này. Từ. Mình sẽ cho các bạn xuống coi cái len màu chữ của bạn này. Cái cách len màu của bạn này rất là đẹp luôn. Rất là perfect luôn. Rất là vi diệu luôn. Ok, nhận quà sao chứ. Ê, sao lại thất bại? À, kim dao túi có đầy. Đầy không? Ok, quăng bớt một cái bánh mì nè. Ui, không được. Bánh mì không quăng được. Bánh mì chúng ta phải bảo tồn các bạn à. Để trong đây. Đó, xíu nữa vô lấy sao. Rồi, ok. Rồi, lấy lại bánh mì. Ok. Go. Whee! Bụp. Tiếp tục. Rồi, đây cái chữ bên này len màu nè. Không khác gì trên Photoshop luôn các bạn à. Đó, len thần tộc rất là đẹp luôn. Cái chữ Sigo nữa kìa. Rồi, đẹp bá cháy bỏ chét luôn. Sigo ít hùng, Sigo ít ruby. Sigo ít hùng là sai rồi. Gặp chữ Sigo ít hùng đi, Sigo ít ruby thôi. Vô không có chơi gây các bạn ơi. Trời đậu xanh. Ok, giờ mình lên nhảy tiếp thôi. Đi nào. Rồi, cái đoạn này phải bấm một tường qua này. Easy game thôi, trời bấm một tường. Easy game thôi, chỉ là bấm một tường thôi mà mấy anh hai. Trời có gì đâu căng. Chỉ là nhảy 4 lốc kết hợp bấm một tường thôi mà có gì đâu căng. Ây da, có gì đâu căng. Trời có gì đâu căng, easy game quá nồi. Tôi nhảy còn được nữa, hiểu sao mấy ông không nhảy không được. Khó. Đường này có gì khó? Quá, đường này có gì khó? Đường này có gì khó? Ê. À, có cái leo tường này khó đúng không? Ok. Ôi à, cái đoạn cuối cùng là mình té đầu xanh. Không thể tin được. Ok, vậy là cái đoạn này phải nhảy xéo rồi các bạn nè. Rồi. Rồi, ok. Ôi. Ôi, sao trời, trời đó bấm tường không dính ta. Vô lý nhờ. Hi. Rồi, hợp lý. Ok. Ui, bấm hai lóc. À! À! Cái đoạn cuối luôn là cái đoạn khó khăn nhất. Tôi thề mấy ông. Cái cục cuối cùng luôn là cái cục dễ té nhất. Chắc chắn 100% là vậy. Rồi, ok. Chỉ là 4 lớp băng thôi mà. Cái gì đâu khó. Hay à, khó thiệt. Đầu xanh. Lại. Hi. Trời ơi, chỉ là 4 lớp băng thôi mà. Cái gì đâu khó. Trời ơi, chỉ là 4 lớp băng thôi mà. Ôi, cái gì đâu khó. Ôi, cố tình té đó bên này. Chỉ là cố tình thôi. Ok, đường này đường khó này. Bạn này auto mặc định để cái đường bên phải là đường khó ha.
Ok. Rồi, game dễ bà nội. Ôi. À bà này con để đăng go ở đây để mình lên cửi nào mà mình không cửa đăng go đâu. Khó. Đừng dễ có gì khác. À đừng dễ có dây leo. Ồ, ở trên kia tôi thấy có vài cái step chặn đầu rồi kìa. Ok, không sao, Rô sẽ qua được hết các bạn à. Mà map này không làm khó được Rô đâu. Và cũng cảm ơn bạn này đã tặng map cho Rô nha. Thật sự thì map bằng này thì ban đầu chơi thấy nó cũng giống như những cái map bình thường thật. Mà chơi từ tới đây Rô mới thấy bắt đầu map sáng sủa đẹp đẽ lên nè. Và cách phối màu bằng này rất tốt nha. Cách phối màu rất đẹp. Này, phối màu của map này. Đấy, phối màu map rất là đẹp luôn. Và cũng như là phối màu chữ rất là đẹp và Rô rất là thích. Ok. 4 lốc chặn đầu. Ui dồi ôi. Còn 4 lốc chặn đầu căng đấy. 4 lốc chặn đầu căng đấy. Nhưng mà tôi qua được. Trời ơi. Rồi. Chỗ này là gì đây? Ấy. Ừ. Chỗ này là ấy. Ủa sao mình thấy nó gần vậy mà ta bắn một lần không lên ta? Cái bắn hết đà hả? Ơ, à, bắn hết đà lại trượt ra ngoài luôn. Ôi chấm. À được rồi. Ok, đoạn này là Hi rồi, phải bắn một tường. Yay, chúc mình. Yay, phải bắn một tường tiếp rồi. Ok. Rồi, đoạn này Rô sẽ tập trung chơi này. Mình kiểu mình thấy là bên CF là nó sẽ có cái vụ mà nó phải ngồi hai lần á. Từ lô lô để mà xem cái. Mình thử áp dụng ở đây. Nó được các bạn à. Nó được. Mình thử nó phải ngồi hai lần mà nó qua được. Wow. Oh my god. Từ từ từ. Thì tôi xem từ từ nhảy hết mấy phút đây.
Oh my god, tôi nhảy hết 30 phút các bạn à. 30 phút mới qua được chỗ này. À không, nghe tính đúng ra là 31 phút 07 giây. Oh my god. À, tôi mệt mỏi quá. Đỏ xanh, từ từ. Đấy. À, lại có kiểu nhảy mới. Ây da. Đó lại dễ rồi đây. Ok ok. Rồi. Ô căng quá. Cái đoạn đấy nhảy canh mới công nhận là nhảy canh thịt. À và cái đoạn đấy khá F skill các bạn. Và ro thực tình là ro không muốn chơi những quá F skill như vậy. Thật sự như vậy. Và à, từ từ còn cái đoạn này nữa. Ro cái lúc mà ro nhảy ro té thì ro mới thấy được cái dòng chữ trên đây. Cái dòng chữ trên đây thì cũng rất cảm ơn bạn nha. Bạn này ghi là chúc anh Siro sớm đạt mốc 500k subscribe. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ok, mình sẽ cố gắng. Dù là Rô biết là không biết là có thể nào đạt tới tầm khoảng 500k subscribe không, nhưng mà Rô sẽ cố gắng nha bạn. À, kỳ kết thúc rồi mọi người ơi. Ồ, cái đoạn nó khá em skill nha. Mình không khuyến khích các bạn xây map thì kiểu đó nha. Nói chung là map này là map gọi là sao ta, đầu tư và tặng Rô thôi. Và tôi thấy rất là khó tâm, nên là Rô quyết định Rô chơi cho hết cái đoạn đó. Còn nếu về sau mà Rô nhảy map nào mà có cái đoạn đó thì thôi Rô bỏ nha. À thôi, chắc cũng cái đoạn đó cũng để vừa tay. Nhưng mà thật sự thì các bạn, nếu các bạn xây cái đoạn như vậy thì các bạn cũng nên xây một cái đường tránh. Bởi vì có nhiều bạn người ta nhảy, người ta không có biết nhảy cái đường đó, người ta sẽ không nhảy được. Tôi nhảy 30 phút mới qua mà, đầu xanh. Rồi đây là tổng quan con map đây. Đó, đẹp trai, trời nhảy qua phát đẹp trai liền. Ây da. À, tên map là map bắt cua tặng Siro, map BK tặng Siro. ID là 7430860. Nếu mà nào thích bấm này, bấm này hay bấm này vui thì là bấm số đề bài này lên 19 xong video và tải về ủng hộ cho bạn này nha. Và bạn này tên là Zikute205. Có gì sai sót mọi người để lại bình luận để mình sửa nhé. Map chỉ xây trong vòng 2 ngày nên có nhiều thiếu sót mà mọi người thông cảm nha. Yêu tất cả mọi người. Ok, Rô cũng yêu bạn vãi nồi bởi vì bạn đã tặng một map cực kỳ tốt cho Rô, trừ cái đoạn F skill nãy thôi, nhưng mà thôi không sao. Nói chung thì cũng là một cái dịp để Rô luyện lại tay. Rô bỏ cô khá lâu rồi, coi như đây là một cái dịp để Rô luyện lại tay đi. Rồi. Ok thì rồi video này kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Siro Official. Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên cho đăng ký để nhận thông báo video của Siro nha. Và nếu bạn ủng hộ cho video đó thì các bạn cũng đừng quên để lại. À không, nếu bạn ủng hộ cho video đó thì các bạn nhớ làm tất cả những cái điều trên tương tự với các thành viên còn lại ở trong biệt đội đó của mình nha. Rồi và well, coi gì nữa. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại bạn những video khác sau nha.